Ok, thì tránh trường hợp anh ấy bị xô thôi. Vâng, thế là được rồi chị ạ. Vâng. Ghi theo cái địa chỉ. Em mà buộc cái vào nhá. Có cái cáp ông ấy để ngoài nhá. Em đặt vào trong rồi cơ. Đặt trong vậy thì ông ấy bới ra ông to. Trong mới. Chứ bây giờ thì cái cáp gì ạ? Cái cáp kết nối. Rồi, ok rồi. Bà bố cứ đi lên trên đấy đi đã. Lấy băng dính.